Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 142. Chương 1411, Thiên Lý Chi Ngoại, Nhất Thương Thủ Nhân 2. Người này năm đó từng có ước định với Cao Tổ Hoàng Đế, nếu một ngày nào triều đình thối nát, dẫm vào vết xe đổ của Đại Chu, hắn liền khởi nghĩa vũ trang, lật đổ Đại Phụng. Nghe qua, tựa như là minh hữu có thể lôi kéo. Thật ra không phải, hôm nay Đại Phụng khác với Đại Chu năm đó, Đại Chu khí số đã hết, mục nát tận xương, đã sớm không thể vãn hồi. Mà Đại Phụng ở sau khi Nguyên Cảnh bị chém, vua mới đăng cơ, dốc lòng cách tân, ở trong mắt rất nhiều nhân sĩ có kiến thức, đây là biểu hiện vương triều tỏa sáng sinh cơ. Nạn rét là thiên tai trung quy sẽ qua, huống hồ triều đình cũng đang cố gắng cứu trợ thiên tai. Nói rõ triều đình không phải là mục nát đến không làm được gì nữa. Huống hồ, ở trong mắt lão thất phu kia, đây là Đại Phụng long khí sói mòn tạo thành. Giúp triều đình tìm về long khí, khẳng định tốt hơn so với triển khai một cuộc chiến tranh thổi quét Trung Nguyên. Hứa Bình Phong nhấc ấm trà, hướng trong chén trà tăng thêm trà nóng, cảm khái nói, ta đáng tiếc là. Lão thất phu kia là võ phu lập chí võ đạo đang đỉnh, theo đuổi khác nhau, quyết định lão không có khả năng trở thành minh hữu. Nếu là kẻ dã tâm bừng bừng, gặp được loại thời cơ tốt này thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Đó mới là minh hữu. Già La Thụ mặt không biểu cảm lắng nghe. Hứa Bình Phong phất phất tay, trên bàn khay trà, đồ sứ các thứ nhanh chóng vặn vẹo biến hóa, bị cưỡng ép luyện thành một bàn cờ, hai hộp quân cờ. Hắn một tay xắn tay áo, một tay cầm ra quân cờ sứ, đặt bốp ở trên bàn cờ. Cao thủ siêu phàm trận doanh Đại Phụng, giám chính lão sư, đạo thủ Nhân Tông, nho gia Triệu Thủ, Hứa Thất Hàn. Báo mỗi một cái tên, liền đánh một quân cờ. Mệnh Triệu Thủ lập là đúc xương sống cho nho gia, trở về huy hoàng. Với hắn mà nói, ngôi vị hoàng đế này do ai ngồi, khác biệt không lớn, thậm chí càng nguyện ý nhìn thấy có người thay thế hoàng thất hôm nay. Như vậy người đọc sách nho gia mới có ngày mở mày mở mặt. Còn nữa, nho gia suy yếu đến nay, chỉ có hắn một vị tam phẩm, tham dự tranh chấp long khí, có lẽ sẽ có phiêu lưu ngã xuống. Hắn có lẽ không sợ chết, nhưng nho gia lại không cho phép hắn chết. Người này không cần băn khoăn. Hứa Bình Phong mang quân cờ đại biểu Triệu Thủ thả lại hộp cờ. Lạc Ngọc Hành độ kiếp sắp tới, tuy làm con dâu của ta, bước đầu bình ổn nghiệp hỏa. Nhưng cái này cũng ý nghĩa nàng cách thiên kiếp gần thêm một bước, hôm nay cần cân bằng pháp lực cùng nghiệp hỏa từ từ lớn mạnh, một khi mất cân bằng, thiên kiếp ngay lập tức tới. Mang quân cờ đại biểu Lạc Ngọc Hành cũng đặt về. Hứa Thất An tu vi chưa khôi phục, hôm nay nhiều nhất là tam phẩm sơ kỳ, thậm chí không bằng. Không đáng lo, mang quân cờ đại biểu Hứa Thất An nhẹ nhàng ném về hộp cờ. Lão thất phu võ lâm minh trạng thái bản thân không đúng, sau một trận chiến kinh thành, ta đoán lão càng thêm không ổn, hôm nay sợ là ở bên bờ vực hợp đạo thất bại, gặp phải nguy cơ thân thể sụp đổ. Như vậy, muốn bảo vệ võ lâm minh, giám chính nhất định phải tự mình ra tay, khốn cục Vân Châu tự nhiên giải. Già La Thụ Bồ Tát chắp tay, thản nhiên nói, nghĩ hẳn, ngươi sớm chuẩn bị sẵn thanh đao hủy diệt võ lâm minh. Hứa Bình Phong cười nói, trước đây chưa chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ ta chờ được thời cơ đó rồi. Biên giới Thanh Châu, miếu đổ nát ngoại ô, Tịnh Tâm ở đây ngồi xuống thanh tu mấy ngày mở mắt, chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi miếu đổ nát. Hắn đứng ở trong sân, im lặng nhìn ra xa, sau một hồi, Tịnh Duyên đi khất thực quay về. Kim Cương không cần ăn cơm, nhưng thân là tứ phẩm, bọn họ vẫn như cũ là thân thể máu thịt, vẫn phải có cơm. Sư huynh đệ liếc nhau, Tịnh Tâm thở dài nói, ta không cách nào nhập định nữa. Trong lòng Tịnh Duyên hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi, cớ gì? Tịnh Tâm nhẹ nhàng nói, tâm ma xâm nhập. Đoạn thời gian này tới nay, trong đầu ta lặp đi lặp lại hiện lên tranh đấu ngoài thành Ung Châu, hiện lên cảnh tượng các sư huynh đệ bị hắn một đao chém giết. Sợ hãi cùng phẫn nộ, lúc nào cũng thiêu đốt tâm linh của ta, khiến ta không thể bình tĩnh nhập định. Tịnh Duyên im lặng một lát, khuôn mặt lạnh lùng, chí nguyện to lớn ngươi hứa là cái gì? Tịnh Tâm không giấu giếm, ta chọn là sát tặc quả vị. Sát tặc quả vị có hai năng lực, chặt đứt tất cả phiền não thế gian, chém giết tất cả địch thế gian. Thứ trước có thể chảm phiền não của mình, cũng có thể chảm phiền não của người khác. Thứ sau là thuần túy bạo lực tăng thêm, từ trên nền tảng lau đi sự tồn tại của đối phương, lời thông tục, chính là giết người. Tịnh Duyên thản nhiên nói, sư huynh,
đây là cơ duyên của ngươi. Phiền não của ngươi bởi hắn dựng lên, nếu có thể bởi hắn mà chết, ngươi liền có thể thành tựu sát tặc quả vị, bước vào La Hán chi vị. Tịnh Tâm ánh mắt mờ mịt, muốn giết hắn, có dễ như nói. Hứa chí nguyện to lớn là con đường tu thành quả vị phải qua, mà chí nguyện to lớn tương quan sát tặc quả vị có hai loại hình thức. Một, giết đại địch của Phật môn, hoặc giết kẻ địch của mình. Chí nguyện to lớn giết đại địch của Phật môn rất khó đạt thành, bởi vì có thể trở thành đại địch của Phật môn thì không phải tứ phẩm khổ hạnh tăng có thể đối phó. Giết kẻ địch của bản thân gian nan tương tự, đã là túc địch, vậy nhất định là có nguy hiểm ngã xuống vào bất cứ lúc nào. Hai, trảm tâm ma của mình. Con đường này thoạt nhìn đơn giản, trái lại càng thêm hư vô mờ mịt, rất có thể cả đời cũng không thể đạt thành, thậm chí có một số khổ hạnh tăng đến chết, cũng chưa thể chạm đến tâm ma của mình. Tịnh Tâm muốn tu thành quả vị, thành tựu La Hán, giết Hứa Thất An là biện pháp xác suất thành công lớn nhất, cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất. Tịnh Duyên im lặng, La Hán quả vị, vốn chỉ có người đại tạo hóa đại cơ duyên mới có thể tu thành. Đúng lúc này, một mật thám Thiên Cơ cung quấn áo bào đen, đội nón, dọc theo đường trên núi tới ngoài miếu đổ nát. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đồng thời dừng nói chuyện với nhau, nhìn lại. Ta muốn gặp hai vị kim cương, mật thám nói. Mệnh lệnh sư thúc cùng sư phụ nói đến rồi. Tịnh Tâm hai tay chắp lại, mời vào trong. Mật thám gật đầu, đi nhanh vào miếu. Miếu không lớn, trước bức tượng sơn thần bị đổ, có hai vị kim cương màu da vàng sẫm, gáy có vòng lửa thiêu đốt ngồi xếp bằng. Cung chủ có thư mật muốn cho hai vị kim cương. Mật thám từ trong lòng lấy ra phong thư, cung kính hai tay dâng lên. Độ Nan kim cương mở ra lòng bàn tay, để phong thư tự động bay tới đáp trên bàn tay. Hắn mở ra xem xong, ồm ồm nói, còn gì khác không? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1412, Thiên Lý Chi Ngoại, Nhất Thương Thủ Nhân 3. Mật thám sau đó lại lấy ra một cái hộp kim loại, khom người nói, đây là thứ cung chủ bảo ta chuyển giao cho hai vị. Độ Nan tiếp nhận, chưa mở ra, gật đầu nói, chúng ta đã biết. Nghe vậy, mật thám khom người chắp tay, rời khỏi miếu nhỏ. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên ngoài sân nhìn theo mật thám rời khỏi, sóng vai tiến vào miếu nhỏ. Độ Nan kim cương liếc hai người một cái, Già La Thụ Bồ Tát có lệnh, bảo chúng ta lập tức xuất phát, tới Kiếm Châu, diệt Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh, thân là đệ tử cửa Phật Tây Vực, Tịnh Tâm và Tịnh Duyên đối với tổ chức giang hồ Đại Phụng này thật sự xa lạ. Độ Nan kim cương chưa trả lời, ngược lại mở ra hộp kim loại nhỏ. Một mảng kim quang lấp lánh chiếu vào trong mắt Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, đâm bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại. Đồng thời, một lực lượng mênh mông, làm tâm linh người. Ta run rẩy tràn ngập không gian miếu nhỏ, không khí xung quanh trở nên nóng rực, giống như trực diện núi lửa phun trào, phổi nóng rát như lửa đốt. Bốp, Độ Nan kim cương khép lại hộp kim loại đúng lúc, trận pháp khắc ở mặt ngoài gặp kích thích sinh hiệu quả, che chắn lực lượng đáng sợ này. Đây là một giọt tinh huyết của Già La Thụ Bồ Tát, có thể khiến ta hoặc Độ Nan sư đệ trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra kim cương pháp tướng. Tu La kim cương độ phàm xấu xí đưa ra giải thích. Tinh huyết của Già La Thụ Bồ Tát, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhìn nhau, ngừng thở. Độ Nan thì nói, vị cung chủ kia bảo chúng ta Bắc Thượng Vũ Châu, hội hợp cùng đám người Cơ Huyền. Thì ra Kiếm Châu còn có đoạn lịch sử này, ta thế mà chưa bao giờ nghe nói. Lý Linh Tố giật mình, cắn một miếng mứt quả, không thể không thừa nhận, đối với Hứa Thất An là có chút cảm xúc bội phục. Người này trái quốc sư lại Vương Phi, kinh thành còn có một đám hồng nhan chi kỷ xinh đẹp như hoa, là gã cặn bã. Nhưng mặc kệ là tu vi hay kiến thức, đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Lý Linh Tố làm thánh tử Thiên Tông, kiêu ngạo là tất nhiên, cũng có tư cách này. Trước khi bước vào giang hồ, hắn tự xưng là người nổi bật một thế hệ trẻ tuổi của Cửu Châu, là một số người ở đỉnh cao nhất, sự thật cũng là như thế. Nhưng, trong người trẻ tuổi một thế hệ này, xuất hiện một gã Hứa Thất An, ép toàn bộ thanh niên tuấn ngạn ảm đạm thất sắc. Cho dù là cường giả thế hệ trước thành danh đã lâu, cũng phải cảm khái một tiếng, hậu sinh khả úy. Như vậy à, Miêu Hữu Phương nghe say sưa, nói, trước kia thế mà chưa nghe người kể chuyện kể lịch sử thú vị như vậy. Hắn tuy biết chữ, nhưng đọc sách không nhiều, nhiều lắm là vỡ lòng mà thôi. Đại bộ phận tri thức văn hóa là từ chỗ tiên sinh kể chuyện đến,
như chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, đến nay còn có một chút tửu lâu quán trà đang luận. Điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Miêu Hữu Phương từ chỗ tiên sinh kể chuyện nghe được rất nhiều giã sử, chính sử, cho rằng trong miệng tiên sinh kể chuyện có toàn bộ lịch sử. Ngươi biết thứ vừa rồi Từ Khiêm nói, bí ẩn bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu, có giá trị bao nhiêu không? Lý Linh Tố bật cười một tiếng, theo thói quen đấu võ mồm, tranh cãi. Ngươi lại đã biết. Miêu Hữu Phương cũng theo thói quen đấu võ mồm, sau đó nói xem. Lý Linh Tố hừ nói, những bí ẩn này chưa chắc hữu dụng, nhưng tuyệt đối là cấp bậc cực cao, người không có địa vị nhất định không thể tiếp xúc tin tức. Cái này trợ giúp ngươi nhìn rõ bản chất thế giới, cùng với tự mình lắng đọng lại. Ai, ngươi bây giờ, miệng đầy mụ nội nó, bổn đại gia, ngủ nữ nhân các từ ngữ thô bỉ. Ngại là bản thân không văn hóa, một câu con mẹ nó đi khắp thiên hạ. Trong lòng Hứa Thất An làm ra tổng kết, Miêu Hữu Phương không tán đồng, võ phu không phải là thô bỉ sao. Lý Linh Tố nhất thời nghẹn lời, thế mà không có lời nào để chống đỡ, im lặng một lát, mới nói, nhưng ngươi bây giờ khác rồi. Có thể làm tùy tùng cho Từ Khiêm là bước ngoặt cuộc đời ngươi, nếu là tiếp tục thô bỉ, chung quy khó vào nơi thanh nhã. Miêu Hữu Phương liếc Hứa Thất An một cái, không tranh cãi, trầm ngâm nói, vậy ta nên thay đổi như thế nào? Hứa Thất An cười nói, đầu tiên cần chú trọng hàm dưỡng, đừng miệng đầy lời lẽ thô bỉ, ví dụ như mang ngươi là cặn bã đổi thành ngươi là Lý Linh Tố sao? Cặn bã thế mà lại chào phúng ta là cặn bã. Lý Linh Tố cười ha ha nói, Từ tiền bối cũng thật khiêm tốn. Hứa Thất An chỉ Thánh Tử, nhìn Miêu Hữu Phương, xem, đây lại là một ví dụ, học người ta. Con cáo nhỏ màu trắng ở bên cạnh nghe ba giống được nhân tộc tấu hài với nhau, ngẩng mặt nhìn Mộ Nam Chi, nhẹ nhàng nói, gì, ta cũng phải học sao? Mộ Nam Chi bĩu môi, ngươi sẽ học xấu đấy, đừng quan tâm bọn họ. Hứa Thất An cười tủm tỉm ngoái đầu nhìn hoa thần chuyển thế, người sau dùng đôi mắt sáng ngời long lanh trừng mắt nhìn ngược lại hắn. Ngươi hiểu biết đối với Kiếm Châu như vậy, trước kia từng du lịch Kiếm Châu. Hứa Thất An hỏi ra vấn đề từ trước tới nay để ý. Lý Linh Tố gật gật đầu, Kiếm Châu cách Thiên Tông không tính quá xa, ta cùng sư muội sau khi xuống núi, trạm thứ hai chính là Kiếm Châu. Thiên Tông cách Kiếm Châu không xa à? Hứa Thất An yên lặng ghi nhớ, tiếp tục hỏi, vậy có thân mật hay không? Lý Linh Tố tránh mà không đáp. Cái này ngược lại khiến Hứa Thất An có chút tò mò. Lý Linh Tố chưa bao giờ cho rằng mình là gã tồi, bởi vậy ở trên quan hệ nam nữ lộn xộn không có kiêng dè quá lớn. Hiếm thấy có thái độ giữ kín như bưng như vậy. Tình duyên bình thường khẳng định không dừng ở đây, xem ra là một hồi tình yêu không quá tiện nói ra miệng. Như vậy vấn đề quá nửa là xảy ra ở trên người nữ nhân, người đã có chồng. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mộ Nam Chi. Ngươi nhìn ta làm chi? Mộ Nam Chi mày liễu dựng ngược, giận không thể át. Nhắc tới đề tài thân mật, Hứa Thất An liền quay đầu nhìn nàng, cái này bày rõ là mang nàng đặt ở vị trí thân mật này. Hoa thần chuyển thế kiêu ngạo cao quý là sẽ không thừa nhận mình là thân mật. Miêu Hữu Phương hắc một tiếng, nghe nói Kiếm Châu vạn hoa lâu mỹ nữ như mây, ai cũng quốc sắc thiên hương. Lý huynh, ngươi nếu thật sự là kẻ phong lưu đa tình, khẳng định sẽ không bỏ qua. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, điều này cũng đúng, Kiếm Châu vạn hoa lâu quả thật mỹ nữ như mây, thiếu nữ phong nhã hào hoa, mỹ nhân quyến rũ diễm lệ, còn có thục phụ phong vận vẫn còn. Đặc biệt vạn hoa lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô kia, quốc sắc thiên hương. Dáng người đó, dung mạo kia, khí chất đó, ý nhị đó. Đột nhiên liếc thấy Mộ Nam Chi sắc mặt âm trầm, vội đổi giọng, cũng không, bằng một sợi tóc của Nam Chi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1413, Tụ 1. Trái lại cũng không tính là nịnh hót, cho dù là quốc sư tuyệt sắc như vậy, ở trước mặt hoa thần chuyển thế, vẫn kém một ít. Không phải chênh lệch trên ngũ quan và khí chất, mà là một loại cảm giác không thể dùng từ ngữ hình dung. Hứa Thất An mang loại cảm giác này, lý giải thành mị hoặc chỉ hoa thần có. Nhưng không thể phủ nhận, Tiêu Nguyệt Nô tổng hợp lại cho điểm, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Vạn hoa lâu mỹ nữ như mây, Miêu Hữu Phương vẻ mặt hướng tới. Lý Linh Tố trầm mặc không nói, cưỡi ngựa đát 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 chạy xa. Miêu Hữu Phương vội vàng đuổi theo, nịnh nọt lấy lòng, Lý huynh, ngươi có phải thực có thân mật ở vạn hoa lâu hay không? Huynh đệ ta còn chưa lấy vợ đâu, dẫn kiến một chút nha.
về sau ngươi chính là anh ruột, không, cha đẻ ta. Hứa Thất An nhìn hai kẻ dở hơi truy đuổi chạy xa, bên tai truyền đến giọng điệu kỳ quái của Mộ Nam Chi, trái tim người nào đó có phải bay đến bên người Tiêu Nguyệt Nô kia rồi hay không? Đúng vậy, ta đã ở ngoài ngàn dặm một thương lấy trinh tiết nàng ấy. Bởi vì câu này, đầu Hứa Thất An bị đá vụn đập suốt dọc đường. Vũ Châu. Đám người Cơ Huyền ra ngoài sưu tầm ký chủ long khí quay về, liền thấy chỗ ở Lâm Thời đặt chân, đã có thêm 9 vị khách không mời mà tới. Bọn họ đều là một thân áo bào đen, khác nhau ở chỗ, 8 vị trong đó thân hình hơi mập mạp, dưới áo bào đen, như còn cất giấu giáp trụ. Mà một người khác là hình thể bình thường, Thương Long Thất Túc cùng với một vị mật thám Thiên Cơ Cung. Trước khi bước vào sân, đã cảm ứng được trong sảnh có người, Cơ Huyền không chút bất ngờ chào hỏi, các vị đợi lâu rồi. Hắn mang theo đám người Liễu Hồng Miên, Hứa Nguyên Xương và ngồi ở một bên khác, trầm giọng nói, đã xảy ra cái gì? Không có tình huống đột phát, Thương Long Thất Túc cùng mật thám Vũ Châu sẽ không dắt tay nhau tới. Mật thám Vũ Châu cầm lên thư mật bên tay, rung tay ném ra. Cơ Huyền đưa tay tiếp nhận, mặt nghi hoặc triển khai sau khi đọc xong, sắc mặt hắn nghiêm nghị. Thất ca, Hứa Nguyên Huệ hỏi một câu, Cơ Huyền mang thư cho đối phương. Hứa Nguyên Huệ đọc xong, khó có thể tin mở to mắt, cha muốn chúng ta diệt Võ Lâm Minh. Trong Võ Lâm Minh có Cửu Long ký chủ. Hứa Nguyên Xương bên cạnh đưa tay đoạt lấy thư mật, tập trung đọc, tiếp theo truyền cho Liễu Hồng Miên, Bạch Hổ cùng Khất Hoan Đan Hương đọc. Xem xong, mặt mọi người lộ ra nét kinh dị. Đây là từ khi vào giang hồ tập hợp long khí tới nay, cung chủ Thiên Cơ Cung lần đầu hạ đạt mệnh lệnh. Đột ngột, tiếng cười như linh âm vang lên, tiếng cười đầu tiên là vui vẻ, tiếp đó có chút thê lương, mọi người đều quay đầu, nhìn về phía Liễu Hồng Miên ôm bụng cười cười to, cười ra nước mắt. Cơ Huyền yên lặng nhìn nàng, cách một lúc, thẳng đến lúc nữ tử xinh đẹp quyến rũ bình tĩnh trở lại, hắn giọng điệu nhu hòa nói, Hồng Miên là đệ tử Vạn Hoa Lâu, nàng hiểu biết nhất đối với Võ Lâm Minh. Là đệ tử ngày trước, Liễu Hồng Miên sửa đúng một câu, khuôn mặt tươi như hoa đào có nụ cười bình thản, lại khôi phục tư thái điên đảo chúng sinh ngày trước. Nàng trầm ngâm một lát, nói, Kiếm Châu được giang hồ coi là thánh địa võ đạo, là vì Võ Lâm Minh tồn tại. Từ ngày đầu lập nước, nó đã là quái vật lớn ở Kiếm Châu. Trong 600 năm, Võ Lâm Minh bảo vệ trật tự giang hồ Kiếm Châu, khiến Kiếm Châu có đất đai cho bang phái phồn vinh trưởng thành. Cho đến ngày nay, bang phái có hạng ở giang hồ Kiếm Châu đều là thuộc hạ của Võ Lâm Minh. Liễu Hồng Miên nhìn lướt qua mọi người đang ngồi, tiếp tục nói, trong thế lực phụ thuộc Võ Lâm Minh có 9 môn phái cường đại nhất, phân biệt là Thần, Quyền Bang, Vạn Hoa Lâu, Mặc Các, Thiên Cơ Môn, Thần Hành Tông, Thiết Y Đường, Vũ Sơn, Bạch Hạc Quan, Kiếm Châu Thương Hội. Tổ sư các thế lực này hoặc là trong Võ Lâm Minh đi ra, hoặc là dưới Võ Lâm Minh nâng đỡ khai tông lập phái. Mấy trăm năm qua, cùng Võ Lâm Minh như cây liền cành. Về phần tiểu bang tiểu phái, ta không lắm lời. Hứa Nguyên Hòe trầm giọng nói, trong những bang phái này đều có tứ phẩm cao thủ. Liễu Hồng Miên gật đầu, ít nhất có một vị. Mọi người nhất thời trầm mặc. Bỏ qua một bên Thương Long Thất Túc không nói, nếu chỉ dựa vào bọn họ, căn bản không cần Võ Lâm Minh tự mình ra tay, các bang phái dưới trướng đã có thể làm bọn họ hóa thành cho bụi. Hơn nữa, trong bang phái phụ thuộc khẳng định còn có cao thủ khác, chỉ cần chưa tới siêu phàm cảnh, Sa Luân Chiến là phương thức có thể hữu hiệu giết chết tứ phẩm. Bạch Hổ cụt tay nói một chút về tình huống tổng bộ Võ Lâm Minh. Nghe vậy, ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Liễu Hồng Miên, bao gồm Thương Long Thất Túc. Võ Lâm Minh ở Khuyển Nhung Sơn, chân núi có một tòa quân trấn, được xưng có 2 vạn trọng kỵ binh, nhưng thật ra nhiều nhất 8.000 kỵ binh, mà trọng kỵ sẽ không vượt qua 4.000. 2 vạn binh mã là bộ đội đích hệ của lão minh chủ năm đó, đương nhiên, đã đổi mới không biết bao nhiêu lần. Liễu Hồng Miên vừa nhớ lại, vừa nói, ngoại trừ quân đội, cao thủ nội bộ Võ Lâm Minh không dễ thống kê, cho dù là ta, cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác. Ta cho rằng thật sự đáng giá coi trọng là Tào Thanh Dương cùng lão minh chủ. Tào Thanh Dương ở trong giang hồ bách cường bảng xếp trong 5 hạng đầu, nửa bước siêu phàm. Đơn đả độc đấu, bất cứ một vị nào trong chúng ta gặp hắn đều chỉ còn đường chết. Về phần lão minh chủ, tuy trên giang hồ không ít người cho rằng sự tồn tại của lão là mánh lới Võ Lâm Minh chế tạo ra, nhưng lấy cấp bậc của chúng ta, tự nhiên biết lão là chân thật tồn tại. Nhưng lão minh chủ mấy trăm năm qua chưa bao giờ lộ diện, trước đây ta không biết là vì sao,
hôm nay đọc thư mật của cung chủ mới biết ngọn nguồn sự tình. Giới thiệu xong tình huống giang hồ Kiếm Châu, nàng không nói gì nữa. Chúng ta cần nhiều nhân mã hơn. Cơ Huyền bình tĩnh làm ra phán đoán, hắn nhìn về phía mật thám Vũ Châu, nói, truyền tin cho Đông Phương tỷ muội của Đông Hải Long Cung. Còn có hai vị kim cương, ở nơi này bàn bạc công việc, bảo bọn họ mau chạy tới, càng nhanh càng tốt. Hôm nay nghỉ, Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa ra khỏi thành, không đến một canh giờ, đã đến thư viện Vân Lộc ngoại ô. Hắn nhanh chóng lên núi, xuyên qua thư viện, đi thẳng tới rừng Trúc Hậu Sơn. Viện trưởng, Tư Cựu bái kiến, Hứa Tân Niên ở ngoài nhà Trúc chắp tay. Dưới chân hắn thanh quang chợt lóe, người bị đưa vào trong nhà Trúc. Trong nhà Trúc lịch sự tao nhã sạch sẽ, Triệu Thủ một mình ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trong tay thưởng thức trà thơm. Vị trí ngồi đối diện, đã có một ly trà nóng hôi hổi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1414, tụ 2. Hứa Tân Niên biết đây là chuẩn bị cho mình, cũng biết đây là thái độ Triệu Thủ đưa ra. Vốn lấy thân phận của hắn, chưa có tư cách ngồi ngang hàng với Triệu Thủ. Mặc kệ là tu vi hay là thân phận sư trưởng, ở trước mặt Triệu Thủ, Hứa Từ Cựu cũng nên đứng. Đa tạ viện trưởng, Hứa Tân Niên chắp tay, thản nhiên vào ngồi. Hai việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Triệu Thủ buông chén trà, ánh mắt ôn hòa, thay thư viện trình một phần sổ con lên, thay ta hẹn Vương Trinh Văn, buổi chiều uống trà. Ánh mắt Hứa Tân Niên lóe lên, hơi chần chừ, vâng, biên giới Giang Châu. Con ngựa cái nhỏ vung vẩy đuôi ngựa, cúi đầu ăn thức ăn gia súc loại tốt trong thùng gỗ. Hai bên hai con ngựa đực, thèm nhỏ dãi không thôi đối với thức. Ăn gia súc của nó, mang đầu thò tới ý đồ chia một ly canh, mỗi lúc đó, con ngựa cái nhỏ sẽ lắc cổ, cho đối phương một cái húc đầu. Trước lửa trại bên dòng suối, mộ Nam Chi ở trong nồi sắt bắc lên xào rau dại, Hứa Thất An chặt thú hoang bắt được trong núi rừng. Lý Linh Tố thì ngồi xổm bên dòng suối rửa nguyên liệu nấu ăn. Miêu Hữu Phương không có việc làm, hắn ở cách đó không xa đánh quyền, cả người mồ hôi đầm đìa. Sau đồng bì thiết cốt, chính là ngũ phẩm hóa kình. Đặc điểm lớn nhất của cảnh giới này chính là từ thổ nạp khí cơ về tới rèn luyện khí huyết. Hứa Thất An vừa thái thịt, vừa truyền thụ, nhưng so với lúc luyện tinh cảnh thuần túy rèn luyện khí huyết là không giống nhau. Ngươi cần dụng tâm cảm ngộ quy luật vận động của thân thể, hoàn mỹ khống chế lực lượng. Miêu Hữu Phương tay chân không ngừng, cao giọng đáp lại, ta đã có thể khống chế. Lý Linh Tố cười suy nói, ngươi còn kém xa. Ngươi một đạo sĩ biết cái rắm. Miêu Hữu Phương mắng. Lý Linh Tố không để ý tới lời thô tục của hắn, nói, con người sinh ra có thể khống chế tay chân, khống chế thân thể mình, nhưng đây là vận dụng nông cạn nhất đối với thân thể. Người thường có thể phát huy lực lượng thân thể không tới 1/2 phần 10, lúc nguy cơ sẽ bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, đó là chứng minh tốt nhất. Tinh túy của ngũ phẩm hóa kình chính là khống chế những lực lượng không thể khống chế đó, ta nói đúng không? Từ tiền bối. Hứa Thất An gật đầu, đồng ý lời của Lý Linh Tố. Bổ sung nói, cảnh giới này không thể tốc thành, cũng không cách nào dùng tài nguyên đi đắp lên nữa, dựa vào là thiên phú cá nhân cùng đốn ngộ. Càng hướng phẩm cấp cao đi, càng cần cơ duyên cùng ngộ tính. Các hệ thống lớn đều là giống nhau. Nhưng kinh nghiệm của tiền bối có thể cho ngươi bớt đi rất nhiều đường vòng, ta đề nghị ngươi trừ đánh quyền, mỗi ngày kiên trì không ngừng minh tưởng, rèn luyện nguyên thần. Miêu Hữu Phương hỏi, vì sao còn phải rèn luyện nguyên thần, không phải rèn luyện thân thể sao? Hứa Thất An cười nói, bởi vì thân thể là chịu đại não thao túng, đầu óc khai phá càng tốt, năng lực khống chế đối với thân thể càng mạnh. Miêu Hữu Phương cái hiểu cái không, Lý Linh Tố thì như có chút suy nghĩ. Vương phủ. Hứa Nhị Lang ở Vương phủ dùng xong bữa trưa, bị Vương Tư Mộ đưa tới sảnh ngoài khuê phòng. Cho dù hai người có hôn ước, nhưng chưa xuất giá, khuê phòng nữ tử cũng không thể để vị hôn phu đi vào. Sảnh ngoài bài trí xa hoa, trải địa y sang quý. Trên giá đồ cổ bày các loại đồ cổ chân phẩm, trên tường treo tranh chữ danh gia. Vương Tư Mộ tài tình cực cao, ngoài thanh tú trong thông tuệ, ở chung với nàng luôn có thể cảm giác được vui vẻ. Ngẫu nhiên cũng sẽ hướng tình lang hờn dỗi chút, cũng may Nhị Lang không phải trực nam sắt thép trước kia nữa, vẫn biết dỗ vài câu. Chờ xuân tế qua, Linh Nguyệt muội tử hẳn là 19 tuổi rồi nhỉ? Vương Tư Mộ cười tủm tỉm hỏi. Trong lòng Hứa Nhị Lang nghĩ chuyện này, mất tập trung gật đầu một cái. Cũng đến tuổi kết hôn rồi, có đính hôn chưa?
Vương Tư Mộ lại hỏi. Ở Đại Phụng, đối với tuổi hôn phối của nữ tử, bình dân bình thường là sau 14 tuổi, gia đình quan to hiển quý thì ở sau 16 tuổi. Muộn nhất không thể vượt qua 22 tuổi, nếu không chính là gái lỡ thì. Hứa Nhị Lang liếc vị hôn thê 21 tuổi, nói, không vội, qua vài năm nữa đi. Vương Tư Mộ cười gật đầu, bổ sung một câu, chờ sau khi chúng ta thành hôn, vị hôn phu muội ấy có thể chọn liền càng nhiều. Đường lối suy nghĩ của Vương Tư Mộ rất rõ ràng, tương lai gả vào Hứa Khi, nhất định phải mang Hứa Linh Nguyệt gả ra ngoài. Chỉ riêng một vị chủ mẫu Hứa gia đã cho nàng áp lực thật lớn, nếu là lại để muội muội thích giả bộ đáng thương đóng vai nhu nhược kia chặn ngang một cước, địa vị tương lai của mình đáng lo. Đương nhiên, Vương Tư Mộ cũng không phải người thích đấu đá, lập gia đình vì đấu đá trong gia đình. Nàng chỉ là muốn giảm bớt uy hiếp bên người mình, cố gắng không bị người ta kiềm chế. Hứa Nhị Lang lấy lệ một lát, nói, ta còn có việc thương lượng với Vương Thủ Phụ. Vương Tư Mộ gật gật đầu, dịu dàng nói, cha tựa như bị bệnh, đoạn thời gian trước luôn ho khan, người cũng choáng, luôn ngây người. Hứa Nhị Lang sửng sốt, quan tâm nói, tìm thuật sĩ Ti Thiên Giám khám chưa? Vương Tư Mộ thở dài một tiếng, người Ti Thiên Giám nói, cha là vất vả lâu ngày thành bệnh, ưu tư quá nặng, cần tĩnh dưỡng, mặt khác còn nhiễm chút phong hàn. Trước kia Ngụy Uyên còn, ông ý chí chiến đấu sục sôi, bây giờ Ngụy Uyên đã chết, ông không có đối thủ, sự hăng hái đó lập tức mất đi. Vốn còn có thể mở ra khát vọng, ai ngờ tình hình thiên tai dữ dội. Hứa Nhị Lang vẻ mặt nặng nề gật đầu. Từ chỗ ở của vị hôn thê rời khỏi, hắn ngựa quen đường cũ tới trước thư phòng của Vương Thủ Phụ, gõ vang cửa. Sau khi được cho phép, đẩy cửa mà vào. Vương Thủ Phụ ôm chén trà nóng hầm hập, ngồi ở sau bàn, trước người trống không một vật, vừa rồi tựa như đang ngồi ngây người. Thủ Phụ đại nhân, viện trưởng muốn gặp ngài. Hứa Từ Cựu đi thẳng vào vấn đề. Vương Thủ Phụ bình tĩnh nhìn hắn một lát, thản nhiên nói, không có gì đáng gặp, ta đã không có tinh lực thay hắn chu toàn, càng không có cái hứng thú đó. Vua mới đăng cơ, thư viện Vân Lộc hắn muốn mượn việc này trở về triều đình, cái này nhất định sẽ tạo thành triều dã dung chuyển, đưa tới quan văn kháng cự. Ở trên thời điểm mấu chốt này, ngươi nên biết việc này ý nghĩa cái gì. Hứa Nhị Lang trầm giọng nói, phản quân Vân Châu vẫn sức chờ phát động, thư viện Vân Lộc nếu có thể trở về triều đình, không thể nghi ngờ là trợ lực rất mạnh. Vương Thủ Phụ lắc đầu, triều đình bây giờ cần, không phải đám thanh lưu kia của thư viện Vân Lộc hắn, là bạc dùng không hết. Ngươi đi nói cho Triệu Thủ, nếu hắn có thể khiến quốc khố có thêm 500 vạn lượng bạc, vị trí của lão phu, chắp tay nhường cho. Mâu thuẫn người đọc sách thư viện Vân Lộc là nhận thức chung của thiên hạ sĩ tử, là nhận thức chung của quan văn. Nếu là buông ra cánh cửa này, ngươi đoán đám quan văn kia có thể bức cung không? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1415, Đánh cờ 1. Như vậy, ai đi cứu trợ thiên tai? Hứa Nhị Lang thở dài, ta hiểu rồi. Ngày thứ ba, hắn xin phép không đi Hàn Lâm Viện, tới thư viện Vân Lộc phục mệnh. Vương Thủ Phụ tuy không gặp viện trưởng, nhưng mang sổ con trình lên rồi, chỉ là bệ hạ, hắn không để ý tới. Hứa Nhị Lang nói, mà thôi. Triệu Thủ thở dài một tiếng, nhìn phía kinh thành, ta đối với Vĩnh Hưng đã hết lòng. Hứa Nhị Lang lúc này còn chưa hiểu ý nghĩa câu này đại biểu. Trăng sáng sao thưa, gió lạnh phần phật. Một chiếc thuyền bay xuyên qua ở trong mây mù, chậm rãi bỏ neo ở trên không hùng thành nguy nga. Đông Phương Uyển Dung đứng ngạo nghễ đầu thuyền, mái tóc cùng làn váy bay lên. Sư tôn, đến Vũ Châu rồi. Trong tiểu viện, Cơ Huyền đang chiêu đãi Độ Nan, Độ Phàm hai vị kim cương. Không biết hai vị kim cương có tìm được Cửu Long ký chủ hay không? Cơ Huyền nhìn Phật Môn kim cương ngồi ở thượng thủ, thử nói. Độ Nan khẽ lắc đầu. Tu La Kim Cương thì nhắm mắt không nói. Cơ Huyền cười cười, không nói nữa, hắn biết thân phận mình không đủ để khiến hai vị Kim Cương coi trọng. Tịnh Tâm nói, Cơ Huyền thí chủ, Minh Hữu ngươi bảo chúng ta chờ là ai? Cơ Huyền trả lời theo sự thật, người Vu Thần Giáo. Độ Nan Kim Cương mở mắt nhìn hắn một cái, tiếp đó nhắm mắt, chưa từng phát biểu ý kiến. Võ Tăng Tịnh Duyên nhíu mày, đến lúc đó, long khí phân phối như thế nào? Hợp tác với Thành Tiềm Long là cao tầng Phật Môn quyết định, long khí cho dù về Thành Tiềm Long sở hữu, hắn cũng không có ý kiến.
nhưng quan hệ của Vu Thần giáo cùng Phật môn còn chưa tới một bước đó. Cơ Huyền đang muốn nói chuyện, bỗng quay đầu nhìn về phía ngoài sân. Đám người Tịnh Tâm Tịnh Duyên đồng bộ làm ra động tác tương tự. Nháy mắt, hai cánh cửa gỗ cũ nát của tiểu viện bị gõ vang. Liễu Hồng Miên lắc mông đi lên mở cửa, đoàn người Đông Hải Long Cung lấy Đông Phương tỷ muội cầm đầu đứng ở cửa. Cơ Huyền đứng dậy đón chào, cười tủm tỉm nói, mời hai vị cung chủ vào. Đông Phương Uyển Dung khẽ gật đầu, ánh mắt xẹt qua bả vai Cơ Huyền, nhìn phía mọi người trong sảnh. Đồng thời, trong đầu vang lên tiếng của Nạp Lan Thiên Lộc, tám người đó có chút cổ quái, khí tức tựa như một người, như siêu phàm lại không phải siêu phàm. Đông Phương Uyển Dung phán đoán thêm chút, biết tám người trong miệng Nạp Lan Thiên Lộc là mấy người nào, bởi vì bọn họ đều khoác áo bào đen giống nhau. Chị em sinh đôi thật xinh đẹp. Liễu Hồng Miên đánh giá Hoa tỷ muội, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng tự nhận là mỹ nhân cực kỳ xuất sắc, cho dù ở Vạn Hoa Lâu một môn phái mỹ nữ như mây như vậy, dung mạo cũng là đỉnh cao. Đôi Hoa tỷ muội trước mắt này, bất cứ một ai cũng chưa thể khiến Liễu Hồng Miên kinh diễm kinh ngạc, nhưng hai người sinh đôi đứng chung một chỗ thì như có biến đổi về chất. Đặc biệt các nàng một người kiều mị, một người lạnh lùng, hỗ trợ lẫn nhau. Thái độ mọi người trong sảnh xấp xỉ với Liễu Hồng Miên đều bị đôi Hoa tỷ muội sinh đôi này làm kinh ngạc hâm mộ. Phương diện này bao gồm thiếu niên lạnh lùng Hứa Nguyên Huệ, Khất Hoan Đan Hương cổ tộc Nam Cương cùng Bạch Hổ yêu tộc. Đông Phương Uyển Dung nhìn về phía Cơ Huyền, cười quyến rũ nói, các hạ là. Tại hạ Cơ Huyền, con trai thành chủ thành Tiềm Long. Cơ Huyền chắp tay nói. Đông Phương Uyển Dung sớm từ trong miệng lão sư Nạp Lan Thiên Lộc biết thành Tiềm Long là một nơi như thế nào, khẽ gật đầu. Nàng dẫn giáo chúng Đông Hải Long Cung tiến vào sân, bảo bọn họ ở trong sân xếp hàng, mình cùng muội muội Đông Phương Uyển Thanh tiến vào trong sảnh. Bái kiến hai vị kim cương, hai tỷ muội cung kính thi lễ, hai vị tiểu sư phụ lại gặp mặt rồi. Đông Phương Uyển Dung cười tủm tỉm hướng tới Tịnh Tâm Tịnh Duyên chào hỏi. Chờ các bên chào hỏi lẫn nhau, Cơ Huyền tiếp nhận đề tài, nói tình huống đại khái, mật thám Thiên Cơ Cung đã ở trong thư mật trình bày rõ ràng. Hai vị cung chủ có gì muốn hỏi? Đông Phương Uyển Thanh im lặng không nói, tỷ tỷ Đông Phương Uyển Dung nói, vì sao Võ Lâm Minh sẽ xuất hiện hai đạo long khí? Hai trong chín đạo long khí đồng thời xuất hiện ở Võ Lâm Minh, đây là một hiện tượng rất kỳ quái. Tịnh Tâm hai tay chắp lại, đoán có lẽ là đặc tính hấp dẫn lẫn nhau giữa long khí. Đông Phương Uyển Dung nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Lúc này, Hứa Nguyên Xương thản nhiên nói, không phải là đặc tính hấp dẫn lẫn nhau của long khí là một loại khí vận. Nó có ý thức của mình, loại ý thức này không phải ý thức tâm linh chúng ta lý giải, càng giống một loại thiên địa pháp tắc hơn. Khí vận là lòng dân hướng về ngưng tụ mà thành, cho nên long khí sẽ theo bản năng tìm kiếm một ít người thanh danh cực tốt hoặc vật được cung phụng ký túc. Kiếm Châu Võ Lâm Minh được đánh giá vô cùng tốt, đảm đương nhân vật duy trì bảo vệ trật tự. Lại thêm bối cảnh lão minh chủ Võ Lâm Minh, các vị cảm thấy nếu không có thế lực bên ngoài quấy nhiễu, Trung Nguyên đại loạn, thế lực có hy vọng tranh giành Trung Nguyên nhất là một mũi nào? Không hề nghi ngờ là Võ Lâm Minh. Đông Phương Uyển Thanh hỏi, không đúng, ta ở trong quá trình thu thập long khí, từng gặp rất nhiều hạng người gian trá. Hứa Nguyên Xương nghĩ nghĩ, nói, đầu tiên, nhân tính phức tạp, cho dù là một tên ma bài bạc, hắn có lẽ cũng sẽ có tư chất. Đế vương. Tiếp theo, từ xưa đến nay kẻ xưng vương xưng đế, có mấy ai là người trung hậu thành thật. Long khí chọn chủ, nếu là theo phẩm tính cá nhân để quyết định, vậy nhìn chung cổ kim, không có một khai quốc hoàng đế nào là đủ tư cách. Đông Phương Uyển Thanh không nói gì nữa, ngược lại là Liễu Hồng Miên nhíu nhíu mày, vậy ngày đó lúc long khí tán loạn, vì sao chưa lựa chọn ký túc ở trên người Hứa Thất An? Luận danh vọng, hắn mạnh hơn bất luận kẻ nào của Võ Lâm Minh. Hứa Nguyên Xương thản nhiên nói, bởi vì bản thân nó chính là bị đánh tan, long khí là khí vận Trung Nguyên ngưng kết thành, sau khi đánh tan, tự nhiên trở về Trung Nguyên. Đông Phương Uyển Dung gật đầu, đối với câu trả lời của nàng coi như hài lòng, đánh giá thiếu nữ lạnh nhạt, nói, ngươi là thuật sĩ. Hứa Nguyên Xương không nói lời nào, ngầm thừa nhận. Đông Phương Uyển Dung nhìn lướt qua đám người thành Tiềm Long, lại hỏi, sau khi xong việc, long khí phân phối như thế nào? Cơ Huyền đưa ra câu trả lời, mỗi người một đạo. Thấy Đông Phương Uyển Dung chưa phản bác, hắn nói tiếp, hai vị cung chủ đối với Võ Lâm Minh có bao nhiêu hiểu biết? Đông Phương Uyển Dung nói, đang muốn mời Cơ công tử nói rõ. Đông Hải Long Cung không ở cảnh nội đại phụng, với hai tỷ muội mà nói,
Võ Lâm Minh là một tổ chức Trung Nguyên hoàn toàn không có lợi ích xung đột, bởi vậy chỉ có nghe nói chút, tình hình cụ thể không biết. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1416, Đánh cờ 2. Liễu Hồng Miên đảm đương nhân viên giải thích, nói rõ tình huống Võ Lâm Minh. Đông Phương tỷ muội nghe xong liên tục nhíu mày. Cơ Huyền nói, Võ Lâm Minh thế lớn, bởi vậy cần bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là nguyên nhân ta mời hai vị cung chủ gặp mặt nói chuyện. Như vậy, để chúng ta đến làm một phen thôi diễn đi. Đầu tiên là Tào Thanh Dương, người này là nửa bước siêu phàm, Thương Long Thất Túc có thể dễ dàng thu phục. Nhưng cân nhắc đến trong giang hồ Kiếm Châu số lượng võ phu cao tầng quá nhiều, nếu là liên thủ với Tào Thanh Dương, đại khái có thể đánh ngang tay. Hắn nhìn về phía Thương Long Thất Túc, trong nón của Thương Long truyền đến giọng khàn khàn, không thể đánh giá chuẩn xác, nhưng phần thắng cực lớn. Chiến lược trong này không dễ tính ra, nếu Thương Long Thất Túc là tam phẩm võ phu hàng thật giá thật. Như vậy cho dù là Tào Thanh Dương liên thủ toàn bộ tứ phẩm Kiếm Châu, cũng không thể lay động Thương Long Thất Túc. Nhưng phe mình cũng là kiếm đi nét bút nghiêng, chỉ có chiến lực tam phẩm võ phu, lại không có năng lực phòng ngự, tái sinh máu thịt tương ứng. Nếu như vậy, tỷ lệ dung sai liền rất thấp. Hơn nữa, không thể phán đoán Võ Lâm Minh không có trận pháp hợp kích phụ trợ. Bởi vậy tình huống rốt cuộc như thế nào, đánh mới có thể biết. Cơ Huyền gật đầu, nói, tiếp theo là quân trấn dưới núi Khuyển Nhung, quân đội 20.000 người cũng đủ tiêu hao chết tứ phẩm. Trong chiến dịch Sơn Hải Quan, không ít tứ phẩm võ phu đều là chết bởi kiệt sức. Bạch Hổ trầm ngâm nói, mang chiến trường chọn ở Khuyển Nhung Sơn là được, có thể hữu hiệu ngăn chặn ưu thế của kỵ binh. Hơn nữa tác chiến trong núi, chúng ta còn có thể mượn dùng địa thế, chế tạo đá lăn, cái này đối với binh sĩ phàm nhân mà nói là tai nạn có tính chất hủy diệt. Khất Hoan Đan Hương thì nói, ta có thể thao túng độc trùng tàn sát, độc chết binh sĩ cùng bang chúng bình thường. Nhưng chỉ bằng mấy tứ phẩm chúng ta, cho dù thủ đoạn nhiều nữa, vẫn không đủ để vào mắt. Làm thế lực giang hồ vấn đỉnh Kiếm Châu 600 năm, há là vẻn vẹn mấy tên tứ phẩm có thể ứng phó. Chủ lực đương nhiên không phải chúng ta. Cơ Huyền cười cười, nói, lão minh chủ Võ Lâm Minh bế quan nhiều năm, ta đạt được tin tức tin cậy, lão hiện nay trạng thái cực kỳ không ổn, sống không đáng lo nữa. Nhưng chúng ta cần phòng bị là một người khác, một đối thủ, làm người ta run rẩy. Trừ hai gã kim cương, vẻ mặt mọi người ở đây xuất hiện biến hóa khác nhau. Người đoàn đội Cơ Huyền, lấy sợ hãi là chính, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên sắc mặt âm u đi vài phần, Đông Phương tỷ muội thì vẻ mặt phẫn uất. Chính là người kia, đoạt nam nhân của các nàng. Cơ Huyền vừa thấy vẻ mặt mọi người, liền biết không nên tự mình giải thích, trầm giọng nói, Hứa Thất An bản thân là siêu phàm cảnh. Nhưng không còn đỉnh phong nữa, chiến lực hắn có thể tính ra trình độ nhất định, thực lực ngoài thành Ung Châu bày ra, hẳn là không kém gì Tào Thanh Dương. Sau khi Độ Tình La Hán bị bắt, phong ấn của hắn hẳn là tiến một bước giải trừ, nhắm chừng bảo thủ, vừa vặn đến tam phẩm đi. Tu vi như vậy không đáng lo, một vị kim cương ra tay, liền có thể áp chế hắn. Nhưng người phía sau hắn có thể liên lụy ra, lại làm người ta cực kỳ đau đầu. Ví dụ như Lạc Ngọc Hành, ví dụ như Thiên Tông. Hứa Nguyên Hòe nhướng mày, cha ta thảo luận trong thư, Lạc Ngọc Hành quá nửa sẽ không ra tay. Về phần hai vị dương thần của Thiên Tông, hành tung phiêu miểu bất định, khó có thể đoán trước. Liễu Hồng Miên nhìn Đông Phương tỷ muội, tựa cười mà không cười nói, hai vị tỷ tỷ có con bài chưa lật gì. Đỉnh đầu Đông Phương Uyển Dung bay lên một vị lão giả đầu bạc râu bạc, bình tĩnh quan sát mọi người trong sảnh, ôn hòa nói, nếu là dương thần Thiên Tông hiện thân, do ta đến đối phó. Nạp Lan Thiên Lộc, trong lòng Tịnh Tâm Tịnh Duyên dùng mình, hai gã kim cương phía sau bọn họ nhìn nhau, sắc mặt cũng theo đó nặng nề. Cơ Huyền thử nói, Nạp Lan Vũ Sư. Lão giả mỉm cười gật đầu. Cơ Huyền phun ra một hơi, vậy vãn bối an tâm rồi. Thật ra, hai vị dương thần Thiên Tông không có khả năng luôn đi theo Hứa Thất An, lần trước ra tay, đại khái là trùng hợp. Hắn đoán đúng rồi. Hơn nữa, Hứa Thất An bây giờ chưa chắc. Ở Kiếm Châu, cũng chưa chắc biết Kiếm Châu Võ Lâm Minh có hai đạo long khí, chúng ta chỉ là dự phòng mà thôi. So sánh với chế định kế hoạch hoàn mỹ không sứt mẻ, ta cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tốc chiến tốc thắng. Cơ Huyền chậm rãi nói, mạch suy nghĩ rõ ràng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay giết lên Khuyển Nhung Sơn, diệt Võ Lâm Minh.
sau đó lại mang môn phái phụ thuộc trừ tận gốc, Võ Lâm Minh. Tào Thanh Dương mấy ngày nay ở trong cảm xúc lo âu cùng thấp thỏm, lần trước bái kiến lão tổ tông chưa có kết quả, hôm sau, hắn liền phái người đi kinh thành, hướng Ti Thiên Giám thẳng thắn chuyện long khí. Lý do rất đơn giản, long khí rõ ràng là bảo vật, có thần hiệu vượt qua nhận thức của người thường. Mà Vương Du đã khai rõ ràng, hắn ở trước khi bị bắt giữ, đã mang tin tức truyền bá ra ngoài. Như vậy, người của Ti Thiên Giám sớm hay muộn sẽ đến khởi binh vấn tội, đòi long khí. Tào Thanh Dương cho dù kiêu ngạo nữa, Võ Lâm Minh cho dù mạnh nữa, cũng không tự tin đối đầu với Ti Thiên Giám. Đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn một chút, như vậy có đường sống cò kè mặc cả. Ví dụ như lấy ra long khí, sẽ không nguy hiểm cho tính mạng con cái. Đồng thời, hắn còn bảo tín sứ gửi một phong thư mật cho Hứa Thất An, mong chờ hắn có thể từ bên trong quay vần. Tôn Huyền Cơ quay về Ti Thiên Giám, chưa đi đài bát quái gặp giám chính lão sư, mà là tìm tới Tống Khanh. Luyện kim cuồng nhân đang dẫn theo các sư đệ làm nghiên cứu, hắn trước mắt đang cố gắng luyện chế một loại kim loại tính chất mỏng manh mềm mại, nhưng phòng ngự cường hãn. Cái này có thể hữu hiệu giảm bớt gánh nặng hành quân của các binh sĩ, khi gối giáo chờ sáng, ngủ cũng ngon hơn. Thậm chí, về sau có thể chế tạo thành mã giáp, để kỵ binh đã có được tính cơ động siêu cao, lại có thể chống lại trọng kỵ binh. Nhưng Tống Khanh thất bại rồi, thành quả thực nghiệm này chỉ là tăng thêm vành mắt đen của hắn. Tống Khanh cảm giác bả vai bị người ta vỗ một cái, buông dụng cụ trong tay, quay đầu nhìn lại, phát hiện là nhị sư huynh trở lại. Tôn sư huynh đã về rồi. Tống Khanh quay đầu đi, vừa đùa nghịch cục kim loại, vừa nói, hôm qua có người giang hồ tự xưng Võ Lâm Minh đến Ti Thiên Giám, tự xưng trong Võ Lâm Minh có ký chủ long khí. Đệ nghĩ tới huynh vẫn luôn thu thập long khí, liền dùng tù và truyền âm thông báo huynh. Hắn giọng điệu bình tĩnh, nói tới ký chủ long khí, tựa như đang nói con chó con mèo ven đường. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1417, chuẩn bị chiến tranh 1. Tôn Huyền Cơ gật đầu, đang muốn rời khỏi, Tống Khanh vội vàng gọi hắn lại, chờ một chút. Đoạn thời gian trước, giám chính lão sư trước khi thần du, cho đệ một món đồ, bảo đệ chuyển giao cho huynh. Nói xong, hắn hướng tới luyện kim thuật sư khác trong phòng luyện đan hô, Trấn Quốc Kiếm đâu? Trấn Quốc Kiếm đặt đâu rồi? Các thuật sĩ áo trắng nhìn nhau, tỏ vẻ mình chưa nhìn thấy. Tôn Huyền Cơ thoáng nhìn một thuật sĩ áo trắng trong tay nắm một thanh kiếm đồng thau, vừa dùng nó gạt than trong lò đan, vừa lắc đầu trả lời, chưa nhìn thấy Trấn Quốc Kiếm. Tống Khanh cả giận nói, Từ Phúc, trong tay ngươi không phải sao? Đường đường Trấn Quốc thần kiếm, ngươi cầm làm que cười củi. Thuật sĩ áo trắng đó cúi đầu nhìn, chấn động, nó đặt ở nơi này quá lâu, đệ cũng quên. Tống sư huynh, chính huynh không phải cũng mang thiên cơ bản của giám chính lão sư kê chân bản sao, huynh cũng không biết xấu hổ nói đệ. Tôn Huyền Cơ cúi đầu nhìn, quả nhiên, thiên cơ bản của giám chính lão sư bị đặt ở chân bàn. Thiên cơ bản là một món pháp bảo, nhưng không có ý thức của mình, nó từ trước tới nay vốn chưa từng sinh ra linh trí. Giám chính lão sư nói, vật thôi diễn, tèm, trộm thiên cơ, không có khả năng sinh ra linh trí. Cho nên cho dù mang nó ném vào nhà vệ sinh, thiên cơ bản cũng sẽ không phản đối. Nhưng Tôn Huyền Cơ tò mò là, Trấn Quốc Kiếm là có khí linh, nó đường đường bội kiếm của khai quốc hoàng đế, trấn áp quốc vận 600 năm, tính tình khi nào trở nên ôn hòa như thế. Ồ, giám chính lão sư mang nó phong ấn rồi. Huynh sau này nhớ cởi bỏ, nhưng đừng ở Ti Thiên Giám, Tống Khanh nói. Tôn Huyền Cơ tiếp nhận Trấn Quốc Kiếm, lập tức hiểu ý tứ Tống Khanh. Ý thức mỏng manh của Trấn Quốc Kiếm truyền đến, hủy, diệt, đi. Trong đình viện, Tào Thanh Dương đứng khoanh tay, đánh giá Tào Thuần ra sức vung kiếm. Đứa nhỏ 7 tuổi mang một thanh kiếm gỗ sử dụng uy vũ nổi gió, dáng người linh động. Bất cứ người nào thấy một màn như vậy đều sẽ không tin tưởng, nó thật ra từ hôm qua mới bắt đầu luyện bộ kiếm pháp này. Long khí quả nhiên là côi bảo, nếu có thể giữ lại mãi trong cơ thể Thuần Nhi, thành tựu của nó chỉ có thể cao hơn ta. Tào Thanh Dương rất nhanh mang ý niệm này vứt bỏ. So sánh với con trai trở nên nổi bật, làm cha, hắn càng hy vọng đứa nhỏ đầu tiên có thể bình an. Hy vọng người của Ti Thiên Giám sẽ không mạnh bạo lấy đi, hy vọng Hứa Thất An sau khi thu được thư mật, có thể chạy tới Võ Lâm Minh. Hắn bỗng quay đầu, nhìn về phía sau,
phát hiện không biết từ khi nào, nơi đó có thêm một bóng người áo trắng. Thuật sĩ, người của Ti Thiên Giám, không có địch ý. Tào Thanh Dương ánh mắt lóe lên, nói, Thuần Nhi, về phòng đi. Tào Thuần ngừng lại, nghi hoặc liếc phụ thân, vâng. Nó như là chưa thấy người áo trắng, lập tức quay về. Tào Thanh Dương chắp tay nói, các hạ cao tính đại danh. Thuật sĩ áo trắng bình tĩnh nhìn hắn, tôn. Nửa khắc trôi qua, Tào Thanh Dương chưa đợi được thứ đến tiếp sau. Hắn họ tôn. Chỉ báo họ không báo tên, thuật sĩ Ti Thiên Giám quả nhiên mắt cao hơn đỉnh. Tào Thanh Dương chắp tay, tôn. Tiên sinh, chuyện long khí ta đã biết được, xin hỏi tôn tiên sinh muốn xử lý như thế nào? Hắn đợi thật lâu, đợi được là, huyền. Tào Thanh Dương kiến thức rộng, trong đầu hiện lên một mảng dấu chấm hỏi, hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, lấy ra long mạch, con ta có đáng lo về tính mạng không? Không. Hứa Ngân La có đi cùng không? Không. Thật sự là thuật sĩ lạnh lùng kiêu ngạo. Tào Thanh Dương cảm thấy mình đối với thuật sĩ áo trắng trước mắt có bước đầu nhận thức, phi thường lạnh lùng kiêu ngạo, nói chuyện chỉ nói một chữ. Tôn tiên sinh, có thể nói với ta việc long khí hay không? Tào Thanh Dương nói, mặt khác, ta muốn mang con cái đi kinh thành, gặp Hứa Ngân La. Trong lòng hắn nghĩ là, phải có Hứa Thất An ở đây, nói rõ lợi hại. Tào Thanh Dương không tin thuật sĩ xa lạ này. Nửa canh giờ sau, trong thư phòng, Tào Thanh Dương nhìn bút lông sói đi ra bút pháp trôi chảy trên giấy, trong lòng thế mà lại dâng lên cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Tôn Huyền Cơ buông bút, run lên tờ giấy, đưa cho Tào Thanh Dương. Tào Thanh Dương tiếp nhận, tập trung đọc, sắc mặt càng đọc càng ngưng trọng. Tràn đầy một trang giấy, đơn giản nói rõ lai lịch long khí, Tào Thanh Dương cũng rốt cuộc biết long khí vì sao sẽ bám vào ở trên người con cái của mình. Sau khi Nguyên Cảnh Đế chết, long mạch chi linh sụp đổ, phân tán ở các nơi của Cửu Châu, bám vào ký chủ khác nhau. Mặt khác, vị thuật sĩ tên Tôn Huyền Cơ này bày tỏ rõ ràng hắn không thể rút lấy long khí, chỉ có Hứa Thất An mới có thể làm được. Điều này làm Tào Thanh Dương thoáng thở phào, nếu người rút lấy long khí là Hứa Thất An, trong lòng hắn sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nội dung kế tiếp mới là nguyên nhân khiến sắc mặt Tào Thanh Dương ngưng trọng. Trước mắt đang thu thập long khí còn có Vu Thần Giáo, Thiên Cơ Cung, cùng với Phật Môn, những thế lực này ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên. Hôm nay, vô cùng có khả năng đã mang đầu mâu chỉ về phía Võ Lâm Minh. Lão Tổ Tông trạng thái không ổn, ngủ say bất tỉnh, ngăn địch như thế nào? Trong lòng Tào Thanh Dương nặng nề, Tào Minh Chủ xin làm tốt chuẩn bị nghênh địch. Tôn Huyền Cơ viết xuống câu này, đứng dậy chắp tay, dưới chân dâng lên thanh quang, biến mất ở trước mắt Tào Thanh Dương. Hắn muốn đi tìm Hứa Thất An. Kiếm Châu quả thật giàu có, không ngờ được quận thành này không lớn, lầu xanh lại náo nhiệt như vậy. Trên đường người qua người lại, Miêu Hữu Phương ngồi ở lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn bên trái. Ở bên trái hắn là một lầu xanh cao 3 tầng, lầu 2 mỹ nhân dựa vào lan can, có các nữ tử trang điểm xinh đẹp diễm lệ ngồi. Các nàng cười tươi như hoa, mùa đông rét mướt hoặc mặc váy ngực thấp, hoặc khoác áo lụa, tận tình vặn vẹo vòng eo, vung tay áo, mời chào khách nhân đi ngang qua. Đại gia đến chơi nha. Công tử, tiểu nữ tử ở trong lầu chờ ngài, ngài mau tới đi. Công tử, cho ta một cơ hội hầu hạ ngươi. Trong thanh oanh oanh yến yến âm, Hứa Thất An thở dài một tiếng, các cô nương mùa đông rét mướt mặc như vậy kiếm khách, có thể thấy được tình hình làm ăn thảm đạm bao nhiêu. Lý Linh Tố thương tiếc nói, đều là người đáng thương, thế đạo gian nan như thế, người vốn có năng lực đến lầu xanh uống hoa tửu cũng giảm bớt tần suất, hoặc là sẽ không đến nữa. Thanh lâu không kiếm được bạc, tự nhiên phải áp bức cô nương trong lầu. Trời rét mướt, nhiễm phong hàn thì không ổn rồi, còn phải trả bạc khám bệnh nếu không có tiền. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1418, chuẩn bị chiến tranh 2. Lý Linh Tố lắc đầu, thân là người đa tình, không thể thấy nhất là cô nương chịu khổ. Miêu Hữu Phương thấp thỏm lo âu nói, ngươi nói lầu xanh có thể không mở nổi nữa, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh không? Sẽ. Lý Linh Tố cho câu trả lời, khẳng định, thở dài, đến lúc đó, những cô nương này quá nửa là phải bán đi, làm nô làm tỳ, thậm chí làm trâu làm ngựa cho người ta. Miêu Hữu Phương mắng một câu thô tục, nói, cái thế đạo rắm chó này, ngay cả nữ tử phong trần cũng sống không nổi nữa. Ai,
trong túi bổn đại gia cũng không còn mấy đồng, lão tử nếu không phải không còn long khí, bây giờ đã dựng cờ khởi nghĩa. Không có tiền cứu vớt phụ nữ trượt chân ta chỉ đành tạo phản, rất có phong cách loại hình nào đó. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải, Lý Linh Tố cười tủm tỉm nói, khởi cái gì nghĩa, khởi cái gì nghĩa. Ngươi nhìn người nào đó nói, đừng nói với ta. Đoàn người tìm khách sạn đặt chân, cho ngựa ăn xong, dùng cơm xong, Miêu Hữu Phương vẻ mặt nhăn nhó lén hướng Hứa Thất An mượn 10 lượng bạc. Sau đó lon ton đi cứu vớt các tiểu nương tử tình hình kinh doanh thảm đạm. Lý Linh Tố thì về phòng thổ nạp ngồi thiền, hắn đối với chất lượng tình nhân yêu cầu rất cao. Nữ tử thanh tú tầm thường cũng chướng mắt, huống chi là nữ tử lầu xanh, trừ phi là loại danh kỹ danh chấn một phương kia. Nhưng, lấy dung mạo tuấn mỹ vô cùng của Lý Linh Tố, hắn đi lầu xanh ngủ nữ nhân, rất khó nói rốt cuộc là ai chịu thiệt hơn. Hứa Thất An sở dĩ sẽ nghĩ như vậy là vì lúc hắn ở kinh thành, ngẫu nhiên nghe nói nữ tử giáo phường ti mang ngủ Hứa Ngân La, Hứa Nhị Lang, Hứa Nhị Thúc coi là một loại vinh quang. Ba nam nhân Hứa gia ta đều ngủ rồi, nói ra đặc biệt có thể diện. Nhị Thúc chỉ là thêm vào. Hứa Thất An sở dĩ cho Miêu Hữu Phương vay tiền còn có một tầng nguyên nhân khác. Hắn yên lặng mở cửa phòng Miêu Hữu Phương, đóng cửa lại, ở trong hoàn cảnh im ắng, chui vào gầm giường. Tác dụng phụ của thất tuyệt cổ tương đối phiền toái, hắn mỗi ngày cần rút thời gian để thỏa mãn ham muốn của cổ trùng, mỗi ngày kiên trì thu hút vật kịch độc, mỗi ngày ở gầm giường một đoạn thời gian, mỗi ngày tương tác với bạch cơ, tương tác với con ngựa cái nhỏ. Mỗi ngày định kỳ ăn cơm, lượng cơm ăn cực lớn. Hàng năm đều có thể ở ven đường phát hiện xác chết đông, sau đó dùng thi cổ thao túng bọn họ để thi thể đào mộ tự chôn mình. Duy chỉ có tình cổ tạm thời áp chế, chờ đạo lữ gì trẻ tìm đến hắn song tu. Cũng hơn nửa tháng trôi qua rồi, quốc sư hẳn là bình ổn lửa giận rồi nhỉ. Hứa Thất An cầu nguyện gì trẻ là người rộng lượng, chết về mặt xã hội thứ này, trước lạ sau quen, cũng đừng để ở trong lòng như vậy. Trong không khí yên tĩnh như vậy, hắn lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, an bình vui vẻ, có chút không muốn rời khỏi nơi này, chỉ cảm thấy bên ngoài là biển khổ, gầm giường là cực lạc tịnh thổ. Lúc này, khóe mắt hắn thấy bên giường có thêm một đôi giày trắng. Ai? Trong lòng Hứa Thất An theo bản năng dùng mình, thân hình nháy mắt trốn vào cái bóng, không phải chuẩn bị trước, đây là ám cổ tăng lên sau khi thăng cấp. Ngay sau đó, hắn từ trong cái bóng bên cạnh bàn toát ra, tập trung nhìn vào, là Tôn Huyền Cơ. Phù! Hắn vừa thở phào, vừa thầm oán, Tôn sư huynh, ngươi sao không đánh tiếng trước? Thật ra hắn có thể đoán được là Tôn Huyền Cơ, nhưng Hứa Bình Phong để lại bóng ma tâm lý cho hắn thật sự quá nặng. Tiếp đó là vì giám chính, trong tiềm thức đối với thuật sĩ áo trắng có đề phòng mãnh liệt. Trạng thái bình thường còn tốt, ở thời điểm bình tĩnh nhất thả lỏng nhất, chợt đến một lần như vậy, nhất thời kích phát ra nội tâm chân thật nhất. Tôn Huyền Cơ nhìn quanh một cái, đi thẳng về phía bên bàn sách, đổ nước mài mực. Hắn thế mà lại không có ý đồ mở miệng. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc, nhấc chân đi qua theo. Mài mực xong, Tôn Huyền Cơ nâng bút viết, Võ Lâm Minh có hai đạo long khí, một trong cửu long, ký túc ở trên thân con cái của Tào Thanh Dương. Long khí của Kiếm Châu quả nhiên ở Võ Lâm Minh. Hứa Thất An đối với việc này cũng không bất ngờ, bởi vì từng có phán đoán phương diện này, hôm nay chỉ có nghiệm chứng phán đoán giật mình, không có kinh ngạc. Thám tử Thiên Cơ Cung đã mang tình báo truyền ra ngoài. Cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung thật sự trải rộng Trung Nguyên, cơ sở ngầm của Đả Canh Nhân hẳn là càng mạnh hơn, nhưng Ngụy Công không biết mang bọn họ truyền thừa cho ai. Mặt khác, mạng lưới tình báo của Ti Thiên Giám cũng quá lợi hại. Hứa Thất An khẽ gật đầu, biết rồi, chúng ta bây giờ đi Võ Lâm Minh rút lấy long khí, vượt ở trước người Thiên Cơ Cung. Tôn Huyền Cơ chưa đáp, tiếp tục viết, sau khi lấy xong long khí thì sao? Phật Môn cùng Thiên Cơ Cung đã kết minh, bọn họ sớm muộn gì sẽ đến Võ Lâm Minh, hôm nay lão minh chủ tình trạng không ổn. Võ Lâm Minh không có khả năng đối kháng Thiên Cơ Cung cùng Phật Môn, thậm chí còn có thể có Vu Thần Giáo. Bọn họ biết được long khí bị lấy đi, không thể khẳng định bọn họ sẽ nhân cơ hội diệt Võ Lâm Minh cho hả giận hay không. Giám chính lão sư, bảo ta mang đến cho ngươi Trấn Quốc Kiếm. Hứa Thất An bình tĩnh nhìn Tôn Huyền Cơ, thử nói, Võ Lâm Minh quả nhiên là quân cờ của giám chính. Đối với vấn đề này, Tôn Huyền Cơ trả lời là, ta không biết. Hứa Thất An thu hồi ý xem nhẹ, tích cực thúc đẩy đầu óc, ở trong ấn tượng của hắn, giám chính là độc thủ phía sau màn. Rất nhiều chuyện phát triển đều có lão ở sau lưng thúc đẩy,
nhưng phi thường kín đáo. Có đôi khi thậm chí cũng không phát hiện được giám chính thúc đẩy, cần lúc nào cũng cân nhắc lại, thêm phán đoán nhất định. Đây đã là chỗ đáng sợ của thiên mệnh sư, cũng là hạn chế của thiên mệnh sư. Giám chính hiếm có loại hành động trực tiếp tặng này. Việc này nói lên cái gì? Lần sóng gió tương quan võ lâm minh này có thể cực độ nguy hiểm. Hơn nữa hắn không có bài tẩy có thể ứng đối. Giám chính không thể không tự mình gạt một tấm thẻ đánh bạc cho hắn. Chờ, ta nghiệm chứng một lần. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, lấy ra bùa hộ mệnh quốc sư tặng cho, ý niệm chìm vào trong đó, ngàn dặm đưa tin. Quốc sư, ta là Hứa Thất An, có việc khẩn cấp. Truyền âm như châu đất xuống biển, không có đáp lại. Là Hứa Thất An tiểu đáng yêu của nàng đây. Nàng nói gì đi? Quốc sư hẳn là đang bế quan, nàng ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm phải độ kiếp, giai đoạn này là xung phong cuối cùng của độ kiếp. Hứa Thất An thu lại bùa hộ mệnh, ở trong đầu lướt một lần trợ thủ của mình. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1419, chuẩn bị chiến tranh 3. Viện trưởng Triệu Thủ là đối tượng có thể xin giúp đỡ, có thể thông qua địa thư Bảo Hoài Khánh giúp truyền lời. Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa mới đặt quan hệ, trực tiếp yêu cầu người ta làm đả thủ, trước không nói có được hay không, Hồ Ly Tinh ở hải ngoại còn chưa trở về. Hiển nhiên không giúp được gì, hai vị dương thần của Thiên Tông hành tung bất định, lần trước là niềm vui ngoài ý muốn, không thể phục chế. Huống hồ, khả năng bọn họ rút kiếm chém ta lớn hơn nữa. Sau khi tổng kết xong, hắn phát hiện đồng đội là Tôn Huyền Cơ, Triệu Thủ. Lão thất phu võ lâm minh trạng thái thế nào khó nói, cửu sắc liên ngẫu là chín rồi, nhưng lão không có khả năng lấy được củ sen, thăng cấp vận tốc ánh sáng nhỉ, thậm chí rất có thể không giúp được gì. Triệu Thủ mấy chục năm chưa rời khỏi Thanh Vân Sơn, lần trước bởi vì ta ngoại lệ một lần, đó là bởi vì sự tình liên quan sinh tử, mà lần này khác, cho nên có nguyện ý đến hay không, khó nói. Tính toán tệ nhất là, ta chỉ có một đồng đội là Tôn Huyền Cơ. Mà đối diện có ai? Hai tên Kim Cương, Thương Long Thất Túc, Nạp Lan Thiên Lộc. Khó trách giám chính phải bảo Tôn Huyền Cơ mang Trấn Quốc kiếm đến, nhưng cho dù là như vậy, cảm giác cũng không quá ổn thỏa. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ, hỏi, hai đạo long khí đều ở Võ Lâm Minh, vì sao sẽ như vậy? Tôn Huyền Cơ viết, long khí càng xem trọng Võ Lâm Minh hơn, tạo phản có tiền đồ. Hứa Thất An nhất thời nheo mắt, tạo phản có tiền đồ, còn muốn cứu Võ Lâm Minh, giám chính cùng lão thất phu khẳng định có ước định gì nhỉ? Ô, nói như vậy, Hứa Bình Phong khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến, hắn muốn ở trước khi tạo phản, mang tai họa ngầm có thể trừ bỏ trừ đi hết. Tôn Huyền Cơ viết, ngươi rất thông minh, ta lúc lấy được Trấn Quốc kiếm, cũng là nghĩ như vậy. Mẹ nó, chướng ngại tâm lý với thuật sĩ áo trắng của ta, ám ảnh trong lòng tình thương của cha như núi lại sắp tái phát rồi. Hứa Thất An thầm mắng một tiếng, nhưng mà thế này rất thú vị. Hắn bổ sung một câu, trước mắt giống như xuất hiện bàn cờ, mà đối diện bàn cờ là Hứa Bình Phong. Trước kia Hứa Thất An là quân cờ, ở trong bàn cờ tùy ý kỳ thủ bài bố. Bây giờ hắn vẫn như cũ là quân cờ, nhưng khác với trước đây, quân cờ này đã có thể thoát ly kỳ thủ khống chế, tự mình lựa chọn đi một bước nào. Thân ở bàn cờ, lại có thể đánh cờ với kỳ thủ, làm một ván nữa với hắn. Ừm, không thể xem nhẹ Hứa Bình Phong, ta phải cân nhắc một phen, cũng đánh mấy nước. Khuyển Nhung Sơn. Tiêu Hồn Thủ Dung Dung theo đội ngũ tông môn, cưỡi ngựa, tới cổng chào thật lớn kia ở chân núi. Sau khi đến tổng bộ Võ Lâm Minh, đội ngũ do nữ tử Mỹ Mạo tạo thành này, không khí thả lỏng rất nhiều, không nghiêm túc nữa. Dung Dung nhìn lâu chủ đằng trước, thấp giọng hỏi sư phụ bên cạnh, sư phụ, ngươi nói lần này xích kỳ lệnh, lại là bởi vì việc gì? Võ Lâm Minh triệu tập đối với bang phái phụ thuộc, chia ra 3 cấp độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là Thanh Mộc lệnh, Hắc Thủy lệnh, xích kỳ lệnh. Thanh Mộc lệnh, bình thường là mệnh lệnh các bang, phái truy nã tội phạm bỏ trốn, giang dương đại đạo nào đó. Hắc Thủy lệnh là đề cập đến đấu tranh giữa bang phái cùng bang phái, tính chất rất lớn. Xích kỳ lệnh rất ít sử dụng, bởi vì nó chỉ ở lúc minh chủ triệu tập các bang phái lớn cùng nhau ngăn địch mới có thể được sử dụng. Nói thông tục, xích kỳ lệnh chính là soái ấn, dùng để kêu gọi binh mã. Một lần trước dùng đến xích kỳ lệnh còn là lúc tranh đoạt hạt sen. Mỹ phụ nhân lắc đầu, giọng điệu ngưng trọng, tóm lại là xảy ra việc lớn rồi.
Nàng quật roi ngựa một phát, đuổi kịp Tiêu Nguyệt Nô đằng trước, thấp giọng nói, lâu chủ, mấy ngày qua, nạn dân không ngừng ùa vào Kiếm Châu, quan phủ đã không chịu nổi gánh nặng. Nạn dân chưa được cứu tế, đã bắt đầu làm giặc cỏ thổ phỉ, các nơi của Kiếm Châu đều bị ảnh hưởng. Ngài nói minh chủ triệu tập chúng ta, có phải vì thương thảo chuyện xử lý nạn dân hay không? Đổi thành bất cứ một thế lực giang hồ nào, đều không có tự giác như vậy. Nhưng bang phái giang hồ Kiếm Châu giữ lại truyền thống duy trì bảo vệ trật tự, không phải chuyện nạn dân. Tiêu Nguyệt Nô khẽ lắc đầu, nửa khuôn mặt của nàng bị khăn lụa che, cái mũi cao cùng gò má tạo ra đường nét xinh đẹp. Mắt của nàng sáng ngời có thần, tựa như thu thủy, da thịt trắng nõn có thể so với khăn lụa trắng. Mới vừa rồi đi ngang qua quân trấn, lực lượng thủ vệ ngoài trấn đã tăng thêm 3 phần, tham báo phái ra ngoài cũng nhiều. Giọng Tiêu Nguyệt Nô có sức hút của nữ giới trưởng thành, mềm mại lại dễ nghe, nạn dân sẽ không khiến tổng bộ làm ra phản ứng như vậy, hẳn là có kẻ thù bên ngoài dòng ngó. Kẻ thù bên ngoài, trong lòng Mỹ phụ nhân dùng mình. Nàng có chút không thể tưởng tượng, võ lâm minh ở Kiếm Châu sừng sững mấy trăm năm, đã rất nhiều năm chưa ai dám khiêu khích quái vật lớn này. Nhìn chung Trung Nguyên, có thể uy hiếp đến võ lâm minh, chỉ có triều đình. Chẳng lẽ là vua mới sau khi đăng cơ, muốn lấy võ lâm minh lập uy? Nhưng vì sao chứ? Võ lâm minh cùng vị thiên tử trẻ tuổi kia nước giếng không phạm nước sông, lập uy cũng lập không đến võ lâm minh. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Nguyệt Nô, đôi mắt đẹp trong suốt kia không có chút bối rối, điều này làm trong lòng Mỹ phụ nhân an tâm hơn một chút. Lâu chủ nhà mình là lớn lên trong mắt nàng, từ nhỏ trí tuệ, là đứa nhỏ cực có linh tính cùng chủ kiến. Ở lúc các nữ tử cùng tuổi chơi búp bê, ăn mứt quả, nàng đã đang tự hỏi tương lai của mình, tương lai của tông môn, biểu hiện ra sự thông minh cùng trưởng thành khác hẳn với người thường. Chỉ là vẻ đẹp của nàng thường thường sẽ làm người ta xem nhẹ sự thông minh của nàng. Mỹ phụ nhân cảm thấy cũng không thể trách những nam nhân kia nông cạn, lâu chủ quanh năm lấy khăn lụa che mặt là vì quá mức mỹ mạo, không thể không che giấu. Nhớ rõ nàng năm ấy 11 tuổi, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, dáng người bắt đầu có quy mô, đã có sự thanh thuần của thiếu nữ, lại có ý nhị của nữ tử trưởng thành. Phó minh chủ võ lâm minh lúc đó liếc một cái liền nhìn chúng nàng, hao tổn tâm cơ muốn nạp Tiêu Nguyệt Nô làm thiếp. Lúc đó phó minh chủ hơn 50 tuổi, nữ nhân nào mà không có được, vẫn không thể chống lại sắc đẹp của Tiêu Nguyệt Nô. Cuối cùng bởi vì tiền nhiệm minh chủ can thiệp, Vạn Hoa Lâu giữ được nàng. Ngươi bảo nữ đệ tử trẻ tuổi trong môn chuẩn bị một phen, nếu võ lâm minh thật sự gặp đại địch, ngươi bảo các nàng về tông môn đi. Tiêu Nguyệt Nô nhẹ nhàng nói. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1420, địch tới 1. Mỹ phụ nhân biết nàng là đang giữ lại hương khói tông môn, đệ tử trẻ tuổi chiến lực có hạn, nếu kẻ địch quá mức cường đại, so với lưu lại làm vật hy sinh, không bằng giữ lại mồi lửa. Rất nhanh, các nữ tử Vạn Hoa Lâu đi lên Khuyển Nhung Sơn, theo bậc thang, tới quảng trường ngoài phủ thành chủ. Nơi này đã tụ tập hơn ngàn người. Nguyên Xương muội tử, ngươi biết cái gì là khí vận không? Trên bầu trời cao mấy ngàn trượng, Cơ Huyền đứng ngạo nghễ đầu thuyền, quan sát đại địa mênh mông. Cuồng phong gào thét, nhưng bị hắn khởi động vách chắn khí cơ che ở ngoài ba trượng. Hứa Nguyên Xương cũng ở trong phạm vi vách chắn khí cơ, thiếu nữ thanh lệ thu hồi ánh mắt quan sát, nghiêng đầu liếc biểu ca một cái, khẽ nhíu mày, ca hẹn muội đi ra, chỉ là vì hỏi cái này. Vách chắn khí cơ mang tiếng hai người nói chuyện hạn chế ở phạm vi ba trượng. Cơ Huyền nheo mắt, trên mặt là nụ cười ôn hòa trước sau như một, nói không quá yên tâm, cho nên muốn xác nhận một lần nữa. Hứa Nguyên Xương khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, chưa thể nghe hiểu câu này của hắn, châm trước một phen, nói thế gian vạn vật đều có khí số không giống nhau, người thú cỏ cây, tôn ti sang hèn, những nhân tố này quyết định khí số nhiều ít. Vương triều cũng có khí số, nhưng ở trong cách nói của thuật sĩ, cái này gọi là khí vận. Cơ Huyền thu liễm nụ cười, ánh mắt trông về phía xa, cách một hồi lâu, đột nhiên hỏi, thất ca muốn hỏi là, khí vận cùng khí số, giống nhau hay không? Hứa Nguyên Xương gật gật đầu, bản chất giống nhau, nhưng khí số cá nhân so sánh với quốc vận, như muối bỏ biển. Cơ Huyền không nói gì nữa, nhìn phương xa, cười nói, đến Khuyển Nhung Sơn rồi. Tiêu Nguyệt Nô liếc qua, thấy thần quyền bang, mặc các đám bang phái đang độ tuổi xuân,
cũng thấy được một ít bang phái thế lực thấp hơn một cấp. Bọn họ nhân số nhiều có mười mấy vị, ít thì không đủ 10 người, lúc này cũng đều theo tiếng trông lại. Các giang hồ hào kiệt tề tụ ở quảng trường, mắt từng người tỏa sáng, ánh mắt dính ở trên thân nữ tử Vạn Hoa Lâu không chịu rời ra. Trong đó tầm mắt đánh giá Tiêu Nguyệt Nô là nhiều nhất. Làm Kiếm Châu, đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Nguyệt Nô vô luận đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm hoàn toàn xứng đáng. Nếu thuần túy chỉ là mỹ mạo, sẽ chỉ đưa tới nam nhân mơ ước cùng khinh nhờn, nhưng Tiêu Nguyệt Nô đồng thời cũng là một vị tứ phẩm võ giả. Luận chiến lực cá nhân, các môn chủ bang chủ đang ngồi, không ai dám nói có thể thắng chắc nàng. Tu vi cường đại làm căn cơ, dung mạo tuyệt mỹ làm điểm nhấn, khiến nàng trở thành nữ nhân các hào kiệt Kiếm Châu tha thiết ước mơ. Các vị chờ ở chỗ này làm chi? Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt lưu chuyển, dưới cái khăn che mặt bay ra giọng nói từ tính mềm mại. Tào Minh Chủ đến hậu sơn rồi. Minh Chủ không ở phủ, đã hơn nửa canh giờ. Tiêu Lâu Chủ một đường tiến đến, trên đường có gặp được khác thường hay không? Các hào kiệt võ lâm minh mở ra máy hát, mồm năm miệng mười bắt đầu nói. Bên kia, Trận Danh Mặc Các, sư phụ Liễu Công Tử nhìn thoáng qua Đồ Nhi, theo ánh mắt hắn, phát hiện đệ tử không tên thân này si ngốc nhìn Tiêu Nguyệt Nô phong hoa tuyệt đại. Nhất thời tức không biết đánh vào đâu, cả giận nói, ngươi tốt xấu nhìn Dung Dung cô nương thêm chút, ta dễ tìm cái cớ đi Vạn Hoa Lâu cầu hôn, cưới cô vợ về cho ngươi. Một ngày là thầy suốt đời là cha, đã là cha, đương nhiên phải quan tâm cho hôn nhân đại sự của đệ tử. Kết quả đệ tử không nên thân này, đối với Tiêu Nguyệt Nô si mê vô cùng, cũng không nghĩ xem là hắn con cóc này có thể ăn được sao. Liễu Công Tử nhỏ giọng nói, sư phụ, bản thân ngài cũng chưa cưới vợ đâu, vẫn là sớm một chút tìm sư mẫu cho con đi. Sư phụ của Liễu Công Tử liền nói, vi sư là kiếm khách, có kiếm là đủ rồi, chỉ có toàn tâm toàn ý đối đãi nó mới có thể chân tâm thành ý đối đãi ngươi. Đường dài đằng đẵng chỉ kiếm làm bạn, hiểu chưa? Khi nói chuyện, thương tiếc sờ sờ bội kiếm treo bên hông. Thanh bội kiếm này là Ti Thiên Giám thay Hứa Ngân La đền cho bọn họ. Liễu Công Tử nhỏ giọng kháng nghị, sư phụ, thanh kiếm này là của con. Vi sư không phải nói rồi sao, chờ vi sư chết, lại mang kiếm này truyền cho ngươi. Kiếm khách trung niên trừng mắt, lời nói thấm thía, ngươi phải chân tâm chân ý đối đãi nó. Con sẽ giống sư phụ, đối đãi nó như vợ. Liễu Công Tử liếm liếm môi. Nói xong, hai thầy trò cảm thấy, lời này nghe qua tựa như có chút không thích hợp, liếc nhau, song song lặng lẽ. Lúc này, trong Minh Chủ phủ một nam tử trung niên đi ra, nho nhã hiền hòa, có vài phần khí chất người đọc sách. Mặc áo bào đen thêu chỉ vàng bạc, đội mũ vàng, ăn mặc phi thường tinh xảo chú ý. Phó Minh Chủ Võ Lâm Minh, Ôn Thừa Bật. Chế độ bên trong Võ Lâm Minh hoàn toàn tiếp tục sử dụng chế độ quân đội của lão Minh Chủ lúc trước, chẳng qua điều chỉnh tên chức vị. Đại tướng quân sửa thành Minh Chủ, phó tướng, quân sư sửa thành Phó Minh Chủ. Các đời Phó Minh Chủ Võ Lâm Minh lấy người đọc sách là chủ, chú trọng chí mưu tài hoa mà không phải vũ lực. Tào Minh Chủ đã quay về, các vị mời theo ta đi vào. Ôn Thừa Bật đứng ở cửa phủ, chắp tay nói. Ăn ý, môn chủ, bang chủ ở đây bước ra khỏi hàng, sóng vai đi vào trong phủ, các đệ tử thì ở lại bên ngoài. Tiêu Nguyệt Nô cùng một đám lãnh tụ bang phái tiến vào Minh Chủ phủ, tới đại sảnh hội nghị. Tào Thanh Dương đường nét khuôn mặt ngay ngắn, khí chất nghiêm túc, mặc trường bào xanh nhạt ngồi ở trên ghế dựa lớn, nhìn mọi người dắt nhau tới. Đợi sau khi mọi người vào ngồi, hắn trầm giọng nói, các vị, Võ Lâm Minh sắp gặp phải một hồi nguy cơ. Các bang chủ dưới sảnh nghe vậy, im lặng trao đổi ánh mắt, như có sự đoán trước, không quá mức kinh ngạc. Thủ lĩnh bang phái trung bình và nhỏ không dám mở miệng, giữ im lặng. Gặp trường hợp này, mọi người chỉ cần giữ im lặng, chờ đợi Phó Tinh Môn mở miệng là được. Trong lãnh tụ chín bang phái phụ thuộc lớn, Phó Tinh Môn mặc áo ngắn màu xanh đậm cao giọng nói, tên đuôi mù nào muốn trêu vào Võ Lâm Minh chúng ta. Đánh là được, cho dù là quân đội triều đình, chúng ta cũng không sợ. Thấy đề tài đã mở ra, Tiêu Nguyệt Nô nhẹ nhàng nói, sợ không phải triều đình đi. Phó Tinh Môn nhíu mày, vì sao thấy vậy? Một người trung niên mập mạp chéo đối diện hắn bật cười một tiếng, chỉ đầu mình, nói, dùng cái đầu chỉ biết đánh quyền của ngươi nghĩ một chút. Nạn rét hoành hành, triều đình bận ổn định thế cục khắp nơi, trấn an dân chúng, sao có khả năng ở thời điểm mấu chốt này làm khó chúng ta? Mập mạp là hội trưởng Kiếm Châu Thương Hội, tên Kiều Ông.
Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.